chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu. Chào cả lớp. Hôm nay trong clip hướng dẫn này là một cái thủ thuật mới mình sẽ muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Không phải đầu tiên tự nhiên mình đứng mình hát rồi các bạn. Tại vì phần này nó có liên quan với clip dạng dài trong ngày hôm nay. Đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đệm một bài hát. Nhưng mà đầu bài thì người ta hay sử dụng kỹ thuật RAM. RAM là gì? RAM là một cái tên gọi của tiếng nước ngoài, và tiếng Việt có nghĩa là nhịp tự do, có nghĩa là có những bài hát phần đầu á thì người ta chỉ là dạo rải piano lên thôi, rồi sau một phần đoạn đầu, đoạn B người ta sẽ vô phần trống, hoặc thôi điệp khúc người ta mới vào phần trống. Thì đó là kỹ thuật RAM. RAM như thế nào thì chúng ta sẽ học trong phần hôm nay. Ok các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trong rê thứ hay là la thứ. Rê thứ đi các bạn, rê thứ cũng nhiều. Rồi bây giờ rê thứ nha các bạn. Rồi rê thứ thì các bạn chú ý cho mình các bạn đây. Bậc 1 rê, bậc 2 mi, bậc 3 pha, bậc 4 son, bậc 5 la, bậc 6 si dán các bạn ha, bậc 7 đô, bậc 7 đô. Rồi ok. Bảy bậc. Còn rồi bắt đầu chúng ta sẽ vào phần luôn. RAM thì chúng ta sẽ RAM theo mà hợp âm. Thì ví dụ hợp âm rê thứ thì các bạn sẽ đánh tay trái như thế nào? Các bạn sẽ đánh cho mình 1, 5, 8, có nghĩa là gì? Bậc 1, bậc 5 và quãng 8 của nó, bậc 8 luôn. Coi như rê này mình coi như là bậc 8 ha các bạn. Nói cho các bạn dễ hiểu luôn. Rồi bây giờ rê, la, rê, đô, 1, 5, 8. Rồi các bạn nhớ tay trái nha. Nếu các bạn tốt nữa thì các bạn bỏ thêm cái ngón giữa vào phần 3 cũng càng tốt các bạn. Nhưng mà theo mình nghĩ thì không cần, bởi vì cái phần 3 này lắc tay phải chúng ta đã sử dụng rồi, chúng ta không cần phải làm gì nữa. Chúng ta ba ngón cho nó dễ. Mình miễn sao các bạn dễ và hiệu quả là tốt nhất thôi. 1, 5, 8 đó là tay trái. Còn cấu tạo công thức của tay phải là 3, 5, 8. Đó, bây giờ chúng ta đã có 3 bậc 3 rồi, có nghĩa là nó phà rồi. Và chúng ta không, tay trái chúng ta không cần phà lại các bạn. Có cũng được, các bạn nào làm được thì có cũng được. Bây giờ tay phải chúng ta là 3, 5, 8 các bạn. Trực tiếp vào tông rê thứ thì chúng ta sẽ có cái nốt đây. Rê, la, rê, tay phải. Bậc 3, 5, 8 có nghĩa là bậc 3 đây. Phà, 5, la, và đố. Thứ tự của ngón đây. Tay trái, ngón út, ngón trỏ và ngón cái. Tay phải, ngón trỏ, ngón cái, ngón trỏ và ngón út. Nó ngược lại các bạn ha. Ngược lại. Ok các bạn ha. Đây là rê thứ. Trong quá trình chạy, nếu như các bạn vậy thì nó ngắn quá, người ta cũng muốn chặn câu chạy dài nữa, thì chúng ta làm như thế nào? Thì đây các bạn đây, chú ý đây. 1, 5, 8, 3, 5, 8. Rồi chúng ta sẽ bỏ tay trái đem qua tiếp tục các bạn. Cũng giống như nãy thôi. 1, 5, 8, 3, 5, 8. 1, 5, 8, 3, 5, 8. Ví dụ như thế các bạn. Có nghĩa là sao? Trong quá trình á, nếu các bạn để cho nó không dắt, thì trong quá trình các bạn bỏ tay phải đây đàn những bậc 3, 5, 8 đây, thì tay trái các bạn sẽ di chuyển bỏ vào đây cho nó không bị dắp các bạn, nó không bị gián đoạn. Cái câu nghe không bị gián đoạn. Nếu các bạn làm gì như thế thì gián đoạn này đó, nó bị gián đoạn một cái. Còn nếu như các bạn trong thời gian các bạn tay phải các bạn rải, thì tay trái chúng ta sẽ nhấn vào tiếp tục nó đi hoài luôn. Thì có nghĩa như thế này đó. Đó, rồi còn nếu mà các bạn quen tay, các bạn phải tập phần này phải thường xuyên. Để cho khi quen tay thì các bạn sẽ mới ra được cái giai điệu như thế nào. Đó, rồi nó nhanh lên các bạn. Rồi, nó nhanh lên. Rồi, bây giờ cái đó là phần rê thứ. Bây giờ nếu như trong khác, trong âm sai của rê thứ nha các bạn. Ví dụ mi, thì chúng ta sẽ có mi thứ đây.
mi cũng y chang thôi, 1 3 5 và bên đây là 3 5 8, bên kia là 1 5 8 3 5 8 các bạn ạ. Rồi tương tự thôi, pha các bạn. Rồi son, son thứ, son re, son ở đây bậc 3 5 8 của son thứ là si dáng nha các bạn, si dáng re son. Rồi cứ nhảy như vậy thôi. Vâng, đặc biệt có cái phần la 7. La 7 chúng ta la trưởng thì nó dễ rồi. La trưởng thì chúng ta sử dụng đô thang bậc 3, nó là đô thang thôi. Còn nếu mà la 7 thì các bạn sử dụng như thế nào? Vẫn đây vùng của tay trái vẫn là 1 5 8. Rồi, tay phải chúng ta đô mi. Cái thay gì cái ngón út chúng ta đờn cái nốt bậc 8 thì chúng ta sẽ đờn nốt bậc 7 để cho nó la 7. Ví dụ la mi lá đô thang mi son. À, có nghĩa là thế này. Rồi. Ô hiểu các bạn, là la 7 đây. À, tay phải chúng ta sẽ bỏ đô thang mi son. Đó, tay trái thì vẫn là mi lá thôi các bạn. Đó, ok, đó là cái phần đánh phần hợp âm 7. À, đó là cách ram. À, nhưng mà các bạn chú ý là khi mà chúng ta tập luyện á, thì làm sao cho hai bàn tay chúng ta đều đặn nhịp nhàng, nghe nó du dương, tránh trường hợp các bạn làm nó nghe nó sang sảng với lại nó không đều. Có nhiều cái làm lủng củng á các bạn. Ngoài cái chạy này bạn có thể chạy như thế này. À, cũng với như vậy thôi, nhưng mà chúng ta làm thêm cái khác chút xíu. Ví dụ này, 1 5 8, chúng ta dậm đi dậm lại nhiều lần một chỗ rồi chúng ta mới đi tiếp đi tiếp. Ví dụ như đây các bạn, mà chú ha. Đó, chúng ta dậm liên tục cho đó. Ví dụ la thử trước các bạn. Đó, cho nó đầy nốt. Đầy nốt các bạn, rồi rê thứ cũng vậy. Rồi, mi 7. Ok các bạn, thì đó rất là nhiều cái. Đây là những thủ thuật rất rất căn bản các bạn ha. Rồi chúng ta có thể thêm vô dẫn hạn như vậy. À, cũng là thứ thay vì 3 5 8 thì các bạn có thể là đi quãng 8 về giống như thế này. Cái tay trái chúng ta vẫn dậm 1 5 8 1 5 8 1 5 8 để cho nó đầy nữa các bạn. Cái cách này là như thế nào? Cách này chúng ta có thể biến hóa. Biến hóa có nghĩa là cũng với cái hợp âm đó, cũng đi công thức đó. Như các bạn thí dụ đây, các bạn đừng có qua 8, bật vòng bộ 3 5 chỗ tay phải nè. Bạn đi lên rồi bạn có thể đi về. Ví dụ tay trái chúng ta dậm cố định 1 5 8, rồi ở đây bạn đi lên xong các bạn đi về. À, đi về cũng giống ngón dẫn thứ tự nha các bạn. 5 8 này nè, đô mi lá, rồi ở đây nè lá mi đô, 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 đó tùy theo cái cảm giác cảm hứng của mỗi bài và cảm giác của tất cả các bạn đánh lúc đó như thế nào thì các bạn đánh cho nó phù hợp thôi. Có rất là nhiều cái, đây là những cái thông dụng nhất. Cái này là dễ đó các bạn, chứ còn có nhiều cái chạy rất là phức tạp. Rồi đó là một cái số cách ram. Các bạn chú ý cái phần này thì cũng dễ, nhưng mà quan trọng vấn đề là các bạn cố gắng tập luyện sao cho nó nhuyễn ngón nhuyễn nốt là tốt. Đó là cái tốt nhất. Có cái phần rung nữa các bạn ha. Bây giờ mình nói thêm cái phần rung này luôn. Ví dụ như ở đây mình cái tay trái chúng ta dẫn cố định 3 5 8 làm cho nó đầy, cho nó dày cái âm thanh. Rồi tay phải chúng ta sẽ đi những nốt rung. Ví dụ la thứ thì các bạn dậm đi. Đây 1 5 8 bình thường nha các bạn. Rồi tay phải chúng ta làm gì đây? Tay phải chúng ta sẽ nó rung.
đơn giản thôi, các bạn cứ clip này sẽ ngắn mà, đơn giản rồi các bạn cố gắng tập luyện đi. Rồi trong những clip sau nếu như có bài hát nào đó mình sẽ hướng dẫn áp dụng vào những cái bài hát đó. Ok các bạn ha. Rồi. Chúc sức khỏe cả lớp các bạn. Ok rồi, các bạn nhớ đăng ký để theo dõi nhiều clip của mình hướng dẫn nữa nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình. Cảm ơn. Các bạn nào muốn đến lớp học thì cứ gọi điện số điện thoại cho mình có đưa số điện thoại trên mạng đó, thì các bạn có muốn đến thì học thì học. Cảm ơn các bạn.